tình hình dịch Covid đang căng thẳng tại Việt Nam thì hôm nay Mạnh Phiêu xin làm video clip để giới thiệu với các bạn chiếc xe Land Cruiser Prado 2021 đã ra mắt tại thị trường Nhật Bản và sắp tới sẽ được Toyota Việt Nam tung ra tại thị trường Việt Nam để cạnh tranh với Ford Explorer 2021 hiện nay cũng đã được nhận đặt cọc và sắp tới cũng sẽ được đưa về tại Việt Nam. Đây là hai đối thủ rất là xứng tầm tại thị trường Việt Nam. Mời các bạn theo dõi video clip mình review Land Cruiser Prado 2021. Đây là mẫu SUV địa hình nổi tiếng trên toàn thế giới. Bước sang phiên bản nâng cấp 2022 này nè, Land Cruiser Prado 2022, mà số VIN lần vẫn là 2021 nha các bạn. Vẫn giữ nguyên ngoại hình và thiết kế so với tổng thể. Nhà sản xuất Toyota chỉ làm mới chiếc xe bằng các nâng cấp trang bị về an toàn. Công nghệ nổi bật nhất chính là việc chỉnh lại động cơ. Thông số kỹ thuật của Land Cruiser Prado 2021 so với Ford Explorer 2021 sắp được đưa về Việt Nam có gì mới? Số chỗ ngồi 7 chỗ như nhau, kiểu xe SUV 7 chỗ như nhau, xuất xứ nhập khẩu từ Nhật Bản, Ford Explorer nhập khẩu từ Mỹ. Kích thước của xe cũng tương tự nhau, 4m825, 1m855 và 1m850. Tự trọng là 2 tấn 030 đến 2 tấn 190, cũng xem. Chiều dài cơ sở 2m790. Động cơ khác về động cơ nha các bạn, động cơ diesel trên Land Cruiser 4 xi lanh 2.8 lít trong khi động cơ của Ford Explorer là động cơ EcoBoost 2.3 lít nhưng mà cho ra tới 300 mã lực. Dung tích bình nhiên liệu là 87 lít, cũng tương tự như Explorer 81 lít. Công suất cực đại 201 mã lực tại 5.200 vòng phút, trong khi Explorer động cơ thế hệ mới lên tới 300 mã lực EcoBoost 2.3 lít, hộp số 10 cấp, trong khi hộp số tự động của Land Cruiser 6 cấp. Mô men xoắn cực đại 246 Nm tại 3.900 vòng phút, trong khi mô men xoắn cực đại của Explorer cũng mạnh hơn, lên tới 400 Nm ha. Hệ dẫn động four wheel drive giống nhau ha, treo trước sau độc lập, tay đòn kép phụ thuộc liên kết đa điểm. Hệ thống treo của Ford Explorer cũng tương tự, phanh trước sau, phanh đĩa có ABS ha, trợ lực lái. Trợ lực lái của Land Cruiser phiên bản cao cấp này vẫn là thủy lực, trong khi của Explorer là đã trợ lực điện từ thế hệ trước rồi, thế hệ thứ 5 rồi. Cỡ mâm, mâm chỉ là 19 inch, trong khi mâm của Explorer là 20 inch. Khoảng sáng gầm xe 220, trong khi của Explorer là 230. Mức tiêu hao nhiên liệu trong đô thị khoảng 15 lít 41, trong khi Explorer thì mình xe chưa về nên chưa có test thử được. Trong khi bản cũ, thế hệ cũ thứ 5 thì nó cũng dao động từ khoảng 13 cho đến 15 lít. Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp là khoảng 11.8 lít nè. Đây là ngoài đô thị 15 lít, trong khi cái mức mà tiêu hao nhiên liệu trung bình của Explorer là dao động từ 9 lít cho đến 15 lít thì nó... mức trung bình của nó tầm khoảng cũng 11.8-12 lít, cũng tương tự. Nhưng mà đã là phiên bản cao cấp rồi thì khách hàng thích động cơ xăng hơn, trong khi động cơ diesel thì khách hàng cao cấp đã đi những dòng xe trên 2 tỷ có cái mùi dầu diesel hơi bị khó chịu. Đây là đánh giá chủ quan của những người tiêu dùng cao cấp tại thị trường Việt Nam. Về giá bán, Toyota Land Cruiser Prado tại thị trường Việt Nam đang có giá bán là 2 tỷ 379 cho phiên bản máy dầu ha.
thì tương tự như Ford Explorer đang giá tạm tính là 2 tỷ 268, thấp hơn khoảng 100 triệu đi, khoảng trăm hơn. Trong khi Explorer là dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ hạng sang tại thị trường Việt Nam, thì Land Cruiser Prado lẹt đẹt chỉ nằm trong top 10 xe bán ế nhất tại thị trường Việt Nam. Đây là thông tin rất là buồn cười cho các bạn yêu xe tại thị trường Việt Nam, trong khi Land Cruiser Prado này bán rất là chạy tại thị trường Trung Đông, thị trường Mỹ và thị trường Bắc Mỹ. Các nước Ả Rập như Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất nè, họ đi Land Cruiser Prado với những cái dòng Land Cruiser V8 rất là nhiều, trong khi thị trường Việt Nam thì Land Cruiser Prado bán rất là yếu. Rồi mình nói thêm là Toyota Land Cruiser Prado 2021 này sử dụng bộ lưới tản nhiệt hình lục giác với những đường viền mạ chrome chạy xung quanh. Ở góc nhìn này bạn có thể phần nào cảm nhận được sự oai phong và bề thế của dòng xe này. Explorer thì cũng dáng vẻ rất là hầm hố, bề thế mãnh liệt ha. Cơ bắp của Mỹ, con này là cơ bắp theo kiểu Nhật. Thanh dọc to bản đặc trưng được sơn bóng vẫn xuất hiện trên phiên bản mới này. Mỗi một thanh lại được cấu tạo bởi nhiều thanh nhỏ khác được thiết kế tạo cảm giác chắc chắn, khỏe mạnh. Đây cũng là điểm dễ phân biệt nhất giữa Land Cruiser Prado và dòng Land Cruiser cao cấp đàn anh. Land Cruiser Prado còn được bổ sung phiên bản đặc biệt là Black Edition. Đây được xây dựng trên nền tảng TX. Land Cruiser Prado Black Edition sở hữu những thiết kế trang trí tối màu ở ngoại thất. Land Cruiser Prado Black Edition có lưới tản nhiệt và bagamui sơn đen bóng, trong khi đèn pha và đèn hậu được phủ tối màu. Ngoài ra, viền hốc đèn sơn mù và ốp gương chiếu hậu cũng được sơn đen. Thiết kế thân xe Land Cruiser Prado nhìn cũng khá là bắt mắt. Là chiếc SUV dùng chung khung gầm với Forerunner bán tại Mỹ, phần thân của hai mẫu xe anh em này gần như giống nhau với vẻ hầm hố quen thuộc. Gương chiếu hậu được kết hợp xi nhan với chức năng gập chỉnh điện, sấy gương cũng tương tự như Explorer. Bộ la răng vẫn giữ được nguyên 6 chấu kép hình chữ V, kích thước 19 inch, kết hợp bộ mâm 265, 65 và có mâm R18 nữa nha. Rồi, là mẫu SUV full size gầm cao nên xe có trang bị bật lên xuống tiêu chuẩn, giúp người dùng dễ dàng ra vào hơn. Trong khi Explorer phiên bản thế hệ thứ 5 thì có bệ bức điện, nhưng mà bệ bức điện thì khách hàng tại Việt Nam cũng rất là ưa chuộng vì nó tiện lợi. Trong khi cái bản mới này về 2021 của Explorer mới thì chưa biết hãng có đặt xe bệ bức điện về option khuyến mãi cho hành khách hay không, để xem sắp tới thời gian như thế nào thì mình sẽ cập nhật thêm thông tin này cho quý khách hàng. Dòng chữ Land Cruiser Prado 2022 được khắc to bản giúp khách hàng dễ nhận diện dòng xe này. Ở phía sau, xe có cụm đèn hậu LED theo kiểu 3D và được ứng dụng công nghệ LED hiện đại. Cụm đèn hậu vẫn giữ nguyên thiết kế độc đáo với cách bố trí hai tầng nhỏ và lớn khá bắt mắt. Đây cũng là chi tiết thu hút sự chú ý của khách hàng. Cách bố trí trên táp lô Land Cruiser Prado không thay đổi so với người tiền nhiệm và thể hiện rõ nét phong cách SUV với kiểu thiết kế to bản. Dễ nhận thấy điểm thay đổi trên khoang lái là màn hình cảm ứng giải trí được nâng cấp lên kích thước 9 inch, đi kèm kết nối điện thoại thông minh. Bản táp lô được thiết kế cân đối, bố trí các cụm cửa gió điều hòa cùng màn hình giải trí kết hợp tạo nên sự đồng nhất cho xe. Trong khi Explorer thế hệ mới là có sạc điện thoại thông minh ha, không dây. Điểm này thì về option thì Explorer hơn hẳn, và hai hàng ghế trước của Explorer được sấy sưởi làm mát lưng ghế ha, massage luôn ha, thì trên Land Cruiser Prado này không có.
vô lăng 4 chấu thể thao, năm nay được cải tiến về chất liệu. Trên Land Cruiser, hai khu vực trên và người dưới vô lăng được ốp gỗ, các vị trí còn lại được bọc da, cùng với đó hàng loạt phím bấm đều được tích hợp trên tay lái của xe như chế độ đàm thoại đánh tay, điều chỉnh âm thanh, chuyển kênh radio. Trong khi vô lăng của Explorer được chỉnh điện ha, và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Nhớ ba vị trí ghế ha, nhớ vô lăng, nhớ ghế và nhớ gương luôn, nhớ gương điều chỉnh điện bên ngoài. Đó là một ưu điểm so với Land Cruiser. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ analog kết hợp màn hình TFT hiển thị thông minh của Land Cruiser, trong khi màn hình của Explorer cũng tương tự analog. Và màn hình giữa của Explorer thì cũng là chỉnh một chạm ha, màn hình cảm ứng và có tính năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto và các thông số kỹ thuật của hai xe nè. Mình so sánh thêm hệ thống điều hòa tự động của Land Cruiser 3 vùng độc lập, trong khi của Explorer mới thì 2 vùng độc lập ha. Camera 360 như nhau, cúp điện phía sau cũng giống nhau. Hệ thống an toàn của Toyota là Safety Sense, trong khi hệ thống an toàn của Ford 2021 là Ford Co-Pilot 360. Và tiếp theo là màn hình Android Auto, trên hai xe đều có ha. Cửa gió, ba hàng ghế, hộp làm mát, chức năng khóa cửa từ xa giống nhau, nhưng mà trên Explorer có chức năng khởi động đề nổ từ xa tiện lợi hơn. Cửa sổ điều chỉnh điện tự động chống kẹt tất cả các cửa giống nhau, tính năng ga tự động giống nhau, gương chiếu hậu chống chói tự động giống nhau, khóa cửa tự động giống nhau, tự động điều chỉnh sang double block giống nhau. Trên Land Cruiser được trang bị nút bấm khởi động Start-Stop cho thị trường Việt Nam. Ở phiên bản nâng cấp này, phiên bản tiền nhiệm vẫn sử dụng hệ thống khởi động bằng cơ. Này trên Explorer cũng khởi động bằng Start-Stop ha. Động cơ Prado, thay đổi đáng chú ý nhất là việc Toyota tinh chỉnh lại kích thước bộ tăng áp của động cơ, biến đổi nó to hơn. Kết hợp với đó là khối động cơ dầu 4 xi lanh 2.7 lít quen thuộc, nâng công suất của xe từ 175 lên 201 mã lực. Hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian phiên bản TZ, có thêm lẫy chuyển số trên vô lăng đi kèm hộp số 6 cấp. Về các tính năng thì Prado không thể nào so sánh với Explorer được. Và nhờ sự tinh chỉnh về động cơ, xe đạt công suất là 200 mã lực. Hệ thống âm thanh giải trí trên Explorer là âm thanh hàng hiệu B&O, thì trên Land Cruiser là JBL. Hệ thống chống bó cứng phanh nè, hệ thống khách phanh khẩn cấp nè, hệ thống Toyota Safety Sense nè, hệ thống chống trộm nè, mã hóa động cơ nè, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, hệ thống cường kiểm soát lực kéo, hệ thống cân bằng điện tử, cảm biến hỗ trợ đổ xe. Tất cả các tính năng này trên Explorer đều có, nhưng mà Explorer hơn hẳn là đổ xe tự động song song và vuông góc. Rồi đèn báo phanh khẩn cấp đều có ha, tính năng kiểm soát hành trình tự động, khóa cửa tự động, camera lùi, cam 360, bàn đạp ga tự đổ, hệ thống 7 túi khí, các tính năng này như nhau. Kết luận về xe Explorer và Land Cruiser Prado, nhìn chung với những đặc điểm trên, Land Cruiser Prado vẫn mang đậm chất triết lý của hãng xe Nhật là bảo thủ nè, đậm chất thực dụng nè. Tuy nhiên ở mức giá bán khá cao, kết hợp với nhiều loại thuế phí phần nào khiến xe khó tiếp cận được với đại đa số người tiêu dùng Việt Nam, trong khi Explorer đã chiếm lĩnh phân khúc tại thị trường Việt Nam suốt từ năm 2016 đến nay, và khách hàng đang rất mong chờ phiên bản mới 2021 về sẽ đột phá về doanh số với các tính năng thông minh hơn hẳn. Trên đây là đánh giá tổng quan so sánh giữa Land Cruiser Prado sắp bán tại Việt Nam và Ford Explorer 2021 đang trên đường cập cảng về Việt Nam. Quý khán giả xem vlog thấy quan điểm như thế nào thì vui lòng comment, like, subscribe kênh để mình có động lực làm những vlog tiếp theo. Quý khách có nhu cầu đặt cọc xe Explorer với giá tầm tính 2.268 vui lòng
liên hệ Mạnh Phiêu số hotline bên dưới. Cảm ơn.